Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn học sách tiếng Anh lớp 3 chương trình mới. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé! And Unit 18, Playing and Doing là chơi và làm. A, Phonics and Vocabulary là ngữ âm và từ vựng. And number 1, Complete and Say là hãy hoàn thành và nói. N, ng. Và chúng ta sẽ đi vào một A là N. Listen. Listen nghĩa là nghe. Và một B là Singing. Singing nghĩa là hát. And number 2, do the puzzle là chúng ta sẽ giải câu đố. Và ở đây thì sẽ là giải câu chữ. And number 1, chúng ta có từ Reading nghĩa là đọc. And number 2 là writing, nghĩa là viết. And number 3, dancing, nghĩa là nhảy. And number 4, singing, là hát. And number 5, là listening. Nghĩa là nghe nhạc. And number 3, look, complete and read là hãy nhìn, hoàn thành và đọc. And number 1 là I'm playing basketball, nghĩa là tôi đang chơi bóng rổ. And number 2, I'm drawing a picture là mình đang vẽ tranh. And number 3, I'm watching TV, nghĩa là mình đang xem TV. And number 4 là I'm listening to music, là mình đang nghe nhạc. And B, sentence patterns là những mẫu câu. And number 1, read and circle là hãy đọc và khoanh tròn. And number 1, chúng ta thấy đây là một dấu chấm. Vậy thì đây sẽ không phải là một câu hỏi. Vì vậy chúng ta sẽ chọn một B, nghĩa là I'm writing a book. I'm writing a book là mình đang viết sách. And number 2, I'm playing volleyball. Nghĩa là mình đang chơi bóng chuyền. And number 3, chúng ta sẽ chọn một A, nghĩa là what are you doing? Nghĩa là bạn đang làm gì vậy? I'm singing, là mình đang hát. Và number 4, what, chúng ta sẽ chọn một A là what do you do at break time? Nghĩa là bạn làm gì và giờ giải lao? Bạn ấy sẽ trả lời là I play football with my friends, là mình chơi bóng đá cùng với bạn bè của mình. And number 2, read and match là hãy đọc và nối. What are you doing là bạn đang làm gì vậy? Và chúng ta thấy là number 1, I'm playing basketball, là mình đang chơi bóng rổ. Và chúng ta sẽ nối với bức tranh picture B. And number 2, I'm watching TV, là mình đang xem TV. Và chúng ta sẽ nối với picture D. And number 3, I'm drawing a picture, là mình đang vẽ tranh. Và chúng ta sẽ nối với picture A. And number 4, I'm writing a song, là mình đang viết một bài hát. Và chúng ta sẽ nối với picture C. And number 3, make sentence, tức là hoàn thiện câu. And number 1, I'm reading a book, nghĩa là tôi đang đọc sách. And number 2, I'm listening
to music. Và câu này nghĩa là mình đang nghe nhạc. And number three, I'm playing chess with my friend. À, nghĩa là mình đang chơi cờ vua với bạn của mình. And number four là what are you doing in the kitchen? À, nghĩa là bạn đang làm gì ở trong nhà bếp? See, speaking là phần nói. Ask and answer là hãy hỏi và trả lời. What are you doing? Nghĩa là bạn đang làm gì vậy? And chúng ta nhìn vào picture A và chúng ta thấy là I'm dancing. Nghĩa là mình đang nhảy. And picture B sẽ là I'm writing a letter. Nghĩa là mình đang viết thư. And picture C sẽ là I'm playing badminton. Nghĩa là mình đang chơi cầu lông. D. Reading là phần đọc. Number one, look, circle and read. Là hãy nhìn, khoanh tròn và đọc. And number one, what are you doing? Nghĩa là bạn đang làm gì vậy? I'm, và chúng ta thấy đây là bạn này đang đọc sách. Chúng ta sẽ chọn một. A là reading a book. I'm reading a book. Nghĩa là mình đang đọc sách. And number two, what are you doing? Bạn đang làm gì vậy? Và chúng ta thấy là bạn này đang bơi. Và chúng ta sẽ chọn đáp án B sẽ là I'm swimming. Nghĩa là mình đang bơi. And number three, và chúng ta hỏi thấy là có hai mẫu câu hỏi. Đáp án A là what are you doing? Là bạn đang làm gì vậy? Còn đáp án B sẽ là what do you do at break time? Bạn làm gì vào giờ nghỉ giải lao? Và chúng ta sẽ chọn một. Đáp án A là what are you doing? Là bạn đang làm gì vậy? I'm watching TV. Là mình đang xem TV. And number four, đáp án A là do you have a book? Là bạn có quyển sách, bạn có một quyển sách không? Và đáp án B là what are you doing? Là bạn đang làm gì vậy? Và chúng ta sẽ chọn đáp án B. Bởi vì câu trả lời là I'm writing a story. Là mình đang viết truyện. And number two, read and tick. Là hãy đọc và đánh dấu tích vào ô đúng. And number one, hello Lucy, what are you doing? Là xin chào Lucy, là bạn đang làm gì vậy? Lucy trả lời là I'm drawing a picture and you. Là mình đang vẽ tranh và còn bạn thì sao? Và Nam trả lời là I'm listening to music. Là mình đang nghe nhạc. And number two, hi Bill. Là xin chào Bill, what are you doing? Là bạn đang làm gì vậy? Bill trả lời là I'm writing a song. And you? Là mình đang viết nhạc. Còn bạn thì sao? Mary trả lời là I'm reading a book. Là mình đang đọc sách. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn vào cái bảng này. Là bên cái cột này, đây là những cái hoạt động, bốn hoạt động mà trong hai đoạn hội thoại vừa nhắc tới. Và chúng ta sẽ chọn những tên của những bạn này, tên của bốn bạn này ứng với cái bốn cái hoạt động này. Và hồi nãy thì chúng ta thấy là Nam thì Nam hỏi Lucy, nào, Nam hỏi Lucy đang làm gì vậy, và Lucy trả lời là I'm drawing a picture, là mình đang vẽ tranh. Vì vậy chúng ta sẽ chọn một drawing a picture cho Lucy. Và sau đó thì Nam trả lời lại là I'm listening to music, là mình đang nghe nhạc. Và vậy chúng ta sẽ tích vào đây cho Nam. Và Mary
Mary, đúng không? Và chúng ta nhìn vào cái đoạn hội thoại này, chúng ta thấy là Mary trả lời là I'm reading a book, là mình đang đọc sách. Và chúng ta sẽ chọn I'm reading a book cho Mary. E, writing, là phần viết. Number one, look and write, là hãy nhìn và viết. Và chúng ta đọc hai câu này. I'm at school now, là bây giờ mình đang ở trường. I'm playing badminton with my friend, là mình đang chơi cầu lông với bạn của mình. Và dựa vào cái câu này thì chúng ta sẽ viết ba câu này theo như ba bức hình này. And number one, I'm at home now, là mình đang ở nhà. I'm playing chess, là mình đang chơi cờ vua. And number two, I'm in my bedroom, là mình đang ở phòng ngủ của mình. Và mình đang I'm listening to music, là mình đang nghe nhạc. And number three, I'm in the art room, là mình đang ở phòng mỹ thuật bây giờ. I'm drawing a picture, là mình đang vẽ tranh. And number two, write about where you are and what are you doing, là chúng ta hãy viết về cái đấy, cái viết là mình đang ở đâu và mình đang làm cái gì. Và ở đây mình sẽ có một bài mẫu cho các bạn nhé. Là Hi, my name is, ví dụ như là Mai, tên mình là Mai. I like playing chess, là mình thích chơi cờ vua. Và now I'm at home, là bây giờ thì mình đang ở nhà. I'm in my bedroom, và mình thì đang ở trong phòng ngủ. I'm listening to music, là mình đang nghe nhạc. And what are you doing, là còn bạn thì đang làm gì vậy?